Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc một lô sản phẩm nữa là Hoành Phi Câu Đối, cuốn thư câu đối cho nhà thờ họ ở Hải Phòng. Thì bộ Hoành Phi Câu Đối này có một cái kích thước rất là khủng, nó vừa dài vừa rộng hơn kích thước phổ thông rất nhiều. Đây là bộ Hoành Phi Câu Đối lòng máng. Thì câu đối lòng máng này một bên chúng tôi chạm là Phúc Ấm Nhi Tôn, Sự Nghiệp Bách Thế Vinh. Một bên chúng tôi chạm là Đức Thừa Tiên Tổ, Gia Tài Thiên Niên Thịnh. Và câu đối này có cái kích thước dài 2m75, chiều rộng là 42 và chiều dày là 5 phân. Hàng này là hàng chúng tôi hàng ghép, nếu như hàng liền thì nó giá thành nó sẽ rất là cao. Quý vị có thể tham khảo giữa giá thành giữa hàng liền và hàng ghép, nếu như hàng ghép thì giá thành nó rẻ hơn. Và bên trên chúng tôi đục dây rơi và phía dưới câu đối thì chúng tôi đục lãng hoa quả đào, phía dưới chúng tôi đục hoa sen. Và bức hoành phi thì chúng tôi chạm ba chữ là Phụng Tổ Đường, cũng có cái kích thước là dài 2m75 và chiều rộng là chiều rộng 81. Toàn bộ ván là ván dày 3 phân liền khối không ghép. Bộ hoành phi câu đối này chúng tôi làm chất liệu là gỗ gõ đỏ của Nam Phi. Các bạn đang chiêm ngưỡng đây là bức hoành phi chạm ba chữ Phụng Tổ Đường, vì là chữ Hán nên chúng tôi đọc từ bên phải sang. Toàn bộ Hoành Phi Câu Đối, cuốn thư câu đối này chúng tôi đã làm phụ đề phía dưới để cho quý khách hàng dễ hình dung hơn nghĩa của chữ Hán. Bức hoành phi này chúng tôi ván làm dày 3 phân, bên trong chúng tôi chạm xen kẽ tự quý giữa các cái chữ nho. Và phần khung là chúng tôi làm dày 10, dày 7 phân, to 10 phân. Xung quanh lòng ván thì chúng tôi chạm chữ công. Kích thước của hoành phi này là rất rộng nên bản chữ nho nó to hơn. Rộng là rộng 81, dài 2m75. Đây có thể đánh giá là một bộ hoành phi câu đối siêu to. Thì quý khách hàng mà ưng mẫu sản phẩm như này, quý vị có thể liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và trên màn hình các bạn đây lại đang được chiêm ngưỡng một bức cuốn thư nữa là bức cuốn thư Long Hóa Mai. Có kích thước là dài 1m97, chiều rộng 97 và chiều dày 5 phân. Ở bên trong chúng tôi chạm ba chữ là Vọng Tông Thân. Đây là do khách hàng yêu cầu. Còn bình thường thì chúng tôi chạm ba chữ là Đức Lưu Quang. Đã được sơn PU cánh dán và thép vàng Đài Loan, chuẩn bị bàn giao cho quý khách vào đúng ngày đẹp. Mẫu Long Hóa Mai này chúng tôi giới thiệu rất nhiều trên các cái video đồ thờ cúng về cuốn thư câu đối rồi. Quý vị có thể vào trang chủ Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm. Và các cái video này được phát trực tiếp độc quyền trên kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Gần đây chúng tôi cũng được biết là các cụ già trung tuổi hoặc các cụ cao niên cũng xem video của chúng tôi và cũng có hỏi không thấy ghi địa chỉ, thì chúng tôi cũng báo luôn là chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong các video chúng tôi cũng giới thiệu địa chỉ rồi, hoặc phía dưới phần mô tả chúng tôi cũng có đề, quý vị có thể xem thêm. Và đây là một mẫu cuốn thư nữa là cuốn thư mẫu Phượng Hoàng. Bên trên chúng tôi đục đầu Phượng Hoàng, phía dưới chúng tôi đục rơi rơi ngậm đồng tiền, hay còn gọi ngũ phúc kim tiền. Và bên trong lòng cuốn thư chúng tôi chạm ba chữ là Kính Như Tại, theo như yêu cầu của gia đình khách hàng. Chúng tôi nhận thiết kế phòng thờ, đồ thờ, ngựa thờ, tất cả những cái gì liên quan đến đồ thờ cúng bằng gỗ. Quý vị hãy cứ liên hệ về cho chúng tôi 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể.
Vâng, chúng ta lại đang chiêm ngưỡng lại một lần nữa bức hoành phi câu đối lòng mo, đều có kích thước dài 2m75. Bộ này là bộ rất to, được kê vào nhà thờ lớn. Bình thường chúng tôi làm thì kích thước phổ thông là 1m97 hoặc 2m17. Toàn bộ chữ bên trong đã được thép vàng Đài Loan, sáng bóng mịn. Và nền là nền PU cánh dán. Chúng tôi tự hào làm đơn vị sản xuất đồ thờ cúng lớn nhất miền Bắc. Chúng tôi cho ra rất nhiều những mẫu mã mới, cập nhật liên tục. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật được các cái video về đồ thờ cúng mới nhất, đẹp nhất trên thị trường đồ gỗ online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo. Chúng tôi sẽ giới thiệu thêm. Hẹn gặp lại quý vị.